ở đâu đấy? Sao em tìm mãi không thấy đấy? Ơ, không tìm được á? Cái ngõ đối diện số nhà 18 đường Đồng Cửa ấy. Ờ, đây đối diện, đây rồi, đây rồi. Ừ, đây, đây, tao thấy mẹ rồi. À, ừ, ừ, đây. Chị cho cái địa chỉ gì mà khó tìm đấy? Nhìn thấy cái gì đấy không? Quán này không gian rộng rãi mà thoáng mát đấy hả? Ừ, đúng rồi, không gian rộng lắm, có tận 2 tầng luôn. Ô, thế á? Tầng 2 bao xịn cái view nhá. Chị nhìn thấy mà chụp ảnh check in thì tuyệt vời. Đúng rồi đấy. Chị gọi nhiều thế. Hôm nay tao gọi hết tao cho mày thử luôn. Đây nha, đây là pizza đế tươi này. Ừ. Pizza tự chọn gồm có hải sản và gà nấm. Ừ. Đây là salad dầu giấm này. Mì bỏ lò. Ừ. Và cuối cùng là gà pop cực kỳ ngon luôn. Thế sao gọi ba cốc nước này? Thì tự nhiên tẹo nữa có anh trai đến. Thôi ăn đi nhá. Ừ. Ăn đi, ăn đi đi. Thế không đợi anh đi đến à? Thôi ăn luôn, ăn luôn. Kệ, đói lắm rồi. Chị ăn đi nhá. Đi đâu vậy? Đợi bạn đi, em có người yêu gọi em phải đi luôn.